Sốt rét cũng là chịu khó nhanh chút nha. Cái này là mình chỉ nghe là chủ yếu thôi, không ghi chép gì chơi luôn. Sốt rét nó là một nhóm đơn bào, nhưng mà là đơn bào gây bệnh qua đường máu. Thì sốt rét nó có 5 loài, lúc trước là 4 nhưng mà giờ là 5. Chữ có nhỏ quá mọi người, quá nhỏ. Về nhà đọc thì thấy nhưng mà ở đây thì không thấy đúng không? Rồi. Con đầu tiên là nó là Plasmodium ha. Cái chữ P là chữ viết tắt của Plasmodium á. Con Falciparum, P. vivax, P. malaria, P. ovale và P. nolisi. Đây là bốn con đầu là bốn con gây sốt rét người ta đã biết. Con cuối cùng là gây sốt rét trên loài linh trưởng. Linh trưởng như là khỉ. Nhưng mà do người ta phát hiện được ở bên khu vực Malaysia, tại có những khu vực mà người dân với lại sống gần rừng á, người ta có khỉ nó sống gần ở khu đó, thì những con muỗi khi mà nó hút máu của con khỉ nhiễm phải sốt rét loại nolisi và nó chích cho người thì người cũng bị nhiễm nolisi luôn ha. Rồi nhưng mới phát hiện 10 năm gần đây thôi, hàng chục năm đổ lại thôi. Rồi trong những con này mọi người đã biết cái bệnh lý sốt rét nghe rồi đúng không? Nhưng mà nhiều khi một số vẫn chưa phân biệt rõ được sốt rét với sốt xuất huyết là khác nhau thế nào. Sốt rét là bệnh lý nhiễm ký sinh trùng, còn sốt xuất huyết là bệnh lý nhiễm virus. Sốt xuất huyết á, nó sẽ đi theo mùa, nó liên quan tới mùa. Còn nguyên Việt Nam này là bệnh dịch tả nhiễm sốt xuất huyết là khỏi nói nữa nha. Bởi vì sốt xuất huyết là nó do cái con muỗi mà muỗi thành thị á, muỗi sống trong nhà. Đúng rồi, đốt được không? Thành ra là nó chỉ có đợi vào cái mùa thôi, cái mùa là mà mưa nhiều thì nó tăng lên quăng thì nó tăng mũi đốt. Nhưng mà còn sốt rét là nó tùy vào khu vực. Bởi vì sốt rét là do mũi mà mũi rừng đốt. Thành ra nó liên quan tới dịch tễ địa lý. Ví dụ như ở Việt Nam mình thì là khu vực nào vậy? Cái khu Bình Phước hoặc là cái khu Tây Nguyên hoặc là cái khu miền Trung. Cái vùng nào mà nó gần rừng chưa có phát quang á thì là sẽ có nhiều muỗi rừng, thành ra là nó sẽ có tăng số lượng nhiễm sốt rét nha. Thì trong cái sốt rét nó có những thể sốt rét cụ thể quan ghê nguy hiểm nhất là thể sốt rét ác tính. Thì cái sốt rét ác tính, nhớ dùng một chuyện và ghi chú lại dùng em, là sốt rét ác tính chỉ do một loài là P. falciparum này gây ra thôi. Sốt rét ác tính chỉ do một loài là P. falciparum gây ra thôi. Rồi, cái vivax này nó gây ra cái sốt rét thể ngủ. Mình ghi chú này nha, thể ngủ thì nó sẽ hết là gì? Sốt rét ác tính là falciparum, còn P. vivax gây ra sốt rét thể ngủ. Là vivax. Con vivax sẽ gây ra sốt rét thể ngủ. Nghĩa là sao? Chích vô ngủ rồi. Ha? Bệnh có một bệnh gọi là bệnh ngủ nhưng mà cái này không phải nha. Nó là như vậy. Mình sẽ bắt đầu cái chương trình đi từ con muỗi đi. Là số 1 này ha. Đầu tiên, số 1, con muỗi hút máu của người bệnh. Được chưa? Con muỗi nó hút máu người bệnh. Số 2 đâu rồi? Đây, số 2. Khoan, không phải, mình không đi từ đây được. Bình tĩnh. À, đây, bắt đầu đi từ đây. Từ số 1. Con muỗi này nó hút máu của người bệnh. Được chưa? Một người đã bị nhiễm rồi thì bên trong của cái con, bên trong máu đó, nó con sốt rét này nó sẽ hình thành được một số giao bào, tức là những cái bào tử đực, giao bào đực với giao bào cái. Được chưa? Khi giao bào đực, giao bào cái hợp với nhau nó thành nên là cái bào tử, nó thành cái phôi á, thành cái hợp tử á. Đây, lúc này khi con muỗi hút vào thì cái con sốt rét này nó ở đâu? Trong máu người bệnh nó có thể tư dưỡng, nó có thể phân liệt thể này nọ, đủ thứ thể hết. Nhưng mà khi vào dạ dày của muỗi thì tất cả đều chết, trừ thể giao vào.
thể giao bào nó sẽ xuyên qua cái dạ dày của con muỗi, nó động ngay cái bắt dạ dày của con muỗi, nó phát triển khi mà nó nở lên, nó nở ra thành cái thể, khi mà nó thành cái thể mà hợp tử rồi đó, thì lúc đó nó sẽ di chuyển tới cái tuyến nước bọt của con muỗi. Ở tuyến nước bọt con muỗi nó tăng sinh lên số lượng rất là lớn nha. Sau đó đi tới cái đoạn con muỗi nó chích cho một cái người bình thường. Thì khi con muỗi nó chích cho một cái người bình thường thì sao? Nó sẽ để đưa những cái mảnh trùng đi vào đâu? Nó sẽ đi tới cái tế bào gan. Máu nó sẽ đi qua gan. Thì cái mảnh trùng đó nó sẽ đi vào cái tế bào gan đầu tiên. Nó hình thành chu trình. Cái chu trình hồi nãy là chu trình ở trong muỗi, hay gọi là chu trình hữu tính á. Còn cái chu trình khi mà nó chích vào người, nó sẽ đi qua chu trình gan đầu tiên. Nó đi vào tế bào gan. Tế bào gan bị nhiễm và rất là nhiều con trong này. Được chưa? Sau đó nó tăng sinh lên thành thể phân liệt. Thể phân liệt ở đây tức là những con trưởng thành á. Sau đó nó làm bể tế bào gan và nó tản đi ra. Nó tản đi vào đầu, tản vào máu. Thì khi mà nó làm bể cái tế bào, à không, cái nó phang đi. Nó làm bể nó, bể tế bào gan và nó đi vào máu nha. Khi vào máu người thì những con này nó sẽ chui vào từng hồng cầu một. Mỗi con sẽ chui vô một hồng cầu. Được không? Nó dùng hết cái protein cũng như là sắt hay là các dưỡng chất cần thiết trong hồng cầu để nó phát triển lên thành cái giai đoạn mảnh trùng. Khi mà nó phát triển tới đúng giai đoạn của nó thành số 6 này, cái này em giải thích sơ thôi, chứ nếu mà đọc đúng thuật ngữ của nó thì mọi người sẽ bị choáng. Bởi vì cái tên nó rất là nhiều. Thể nhẫn, thể tư dưỡng, thể tư dưỡng non, tư dưỡng già, thể phân liệt, tùm lum la hết. Khi mà nó vào rồi, nên mình nói tóm tắt, khi nó vào được cái hồng cầu rồi thì lúc này nó phát triển tới một cái độ, khi mà hết chất dinh dưỡng trong hồng cầu, nó sẽ làm bể hồng cầu ra. Sau đó những con mới nó sẽ chui vào những hồng cầu khác, nó làm thành từng đợt tiếp. Thì cái triệu chứng của bệnh sốt rét là sốt nó rét đúng không? Sốt xong rồi rét run, rồi sau đó là trở lại bình thường. Thì những cái đợt mà rét á, là những cái đợt đó là những đợt hồng cầu nó bị bể. Những đợt người ta lên cái cơn rét lạnh run á, là những đợt hồng cầu nó bể ra. Nó bể thành từng đợt vậy đó. Được không? Rồi sau đó khi mà nó giảm hết rồi, thì rồi lúc đó khi mà hồng cầu bể hết rồi thì bệnh nhân hết cái cơn rét trở lại bình thường. Và cái chu kỳ của nó không phải là nó bể liên tục, mà là nó bể có chu kỳ. Sốt rét khó lắm nha, sốt rét là một mảng rất là lớn. Sốt rét nó có cái chu kỳ, ví dụ như với con Vivax ở đây thì nó là 48 tiếng là chu kỳ hồng cầu nó một lần, tức là nó làm bể một lần, 48 tiếng bể một lần, nghĩa là cứ 2 ngày người ta sẽ có một cơn sốt và rét run. Ha, cứ 2 ngày sẽ có một cơn sốt và rét run. Với malaria, P malaria là 72 tiếng tức là 3 ngày. 3 ngày người ta sẽ có một cơn sốt rét. Còn với falciparum á thì là cũng 48 tiếng nhưng mà sốt không đều. Sốt nó không phải là một mốc nhất định mà là nó bữa nay đợt bữa trước thì nó sốt cao, mà bữa nay mà tới hai bữa sau thì là nó lại lưng lửng. Vẫn sốt nhưng mà chỉ lưng lửng thôi. Cái biểu hiện của bệnh nhân thường nhất là cái gì? Do là bệnh nhân bị tán huyết là hồng cầu bị bể, thành ra người ta có biểu hiện thiếu máu, đúng không? Rồi cái máu bị bể ra nó bị chuyển hóa ở đâu? Nó sẽ bị chuyển hóa ở gan và lách. Lách là cái mồ chôn của hồng cầu. Bình thường trong cơ thể mình, bình thường những cái hồng cầu già thì nó đi đâu? Đâu phải nào hồng cầu già nó bị không có chức năng gì, nó cứ lơ lửng hoài. Hồng cầu già thì nó sẽ đi qua lách, bởi vì lách nó có dạng là những cái lưới, những cái lưới bắt hồng cầu. Hồng cầu non, hồng cầu trẻ là nó có khả năng là nó co giãn, nó len những cái lưới đó. Nhưng hồng cầu già là nó bị sơ cứng cái thành, nó sẽ bị cái lưới nó vợt lại và nó bể ra. Được chưa? Thì lúc đó là hồng cầu bị sốt rét nó phá, nó sẽ đi qua lách nhiều hơn. Thành ra lách lúc này sẽ tăng hoạt động và lách người ta bự ra, gọi là bị cường lách á. Được không? Rồi gan cũng sẽ to ra và bệnh nhân sẽ có biểu hiện là bị vàng da. Vàng da do đâu? Vàng da do máu nó chuyển hóa thành cái bilirubin.
là một cái tiền chất để tạo ra màu trong túi mật. Thành ra là người ta sẽ bị vàng da, thiếu máu vàng da, mặt lắm to em. Cái gì sốt rét vậy đó, nó cái triệu chứng nó lâu dữ vậy hả? Thật ra sốt rét điều trị không có khó, nhưng mà vấn đề là phát hiện ra triệu chứng của nó. Những có những người đó là mới bị thì là người ta sẽ bị sốt liên tục luôn, bởi vì lúc đó hồng cầu của nó sẽ bể liên tục. Nhưng mà khi người ta không điều trị khoảng có chừng vài tháng hoặc vài năm, nó đi vô cái chu kỳ, lúc đó người ta có biểu hiện sốt rét từng đợt rõ ràng, 2 ngày 3 ngày 2 ngày 2 ngày này nọ, đúng theo chu kỳ hồng cầu luôn ha. Rồi lúc mà anh nói là nó khó phát hiện ha, bị lâu ha. Thật ra muốn phát hiện sốt rét á là mình, nó có thời gian ủ bệnh là khoảng 7 ngày. Tức là ví dụ như là mình đi chơi tới cái vùng, đi lên Tây Nguyên hay là mình lên vùng miền núi đi thám hiểm này nọ, mình đi tới đó sau 7 ngày mình bị sốt thì mình nên đến cơ sở y tế để mình làm cái phết máu. Người ta sẽ lấy cái giọt máu, lấy máu tĩnh mạch đây, xong người ta lấy một vài giọt máu, người ta nhỏ lên nam kính, người ta phết cái làn máu, người ta soi, người ta đem nhuộm, người ta soi, người ta soi, người ta tìm cái con ký sinh trùng sốt rét ở bên trong hồng cầu có hay không. Cái phương pháp soi này rất là rẻ, mà hiện giờ ở Việt Nam mình là thường sử dụng cái phương pháp thủ công này nhất nha, là phết làm máu để soi. Rồi do là cái khi mà khách phương Tây người ta tới, người ta thích đi du lịch ở vùng rừng núi hoang vu á, thì là lúc đó người ta sẽ được khuyến cáo là phải uống thuốc phòng ngừa sốt rét. Không, ký ninh là thuốc để điều trị, còn thuốc phòng ngừa là thuốc khác. Thuốc phòng ngừa là thuốc kháng sinh bình thường của mình. Sao ký ninh hồi đó anh nói là đúng là trước khi đi là đã phải uống rồi chứ không? Lúc đó là chưa có phát triển những loại thuốc như vậy. Còn bây giờ là người ta dùng cái thuốc uống đơn giản hơn nhiều. Người ta phòng ngừa trước khi ta tới vùng đó, rồi hoặc là uống trong khi đang ở vùng đó để phòng ngừa bị nhiễm sốt rét. Còn lúc mà phát hiện bị nhiễm sốt rét thì người ta sẽ điều trị bằng một bộ thuốc phối hợp. Cái ký ninh á, thật ra nó là thuốc cũ rồi, nó tác dụng phụ cũng nhiều lắm. Bây giờ người ta dùng một cái loại thuốc khác là artemisinin. Ai mà muốn tìm hiểu á, thì là tìm cái artemisinin. Artemisinin bây giờ là thuốc gọi là thuốc đầu tay để mà điều trị sốt rét luôn. Cái này hình như là của một nhà khoa học của Trung Quốc, người ta tìm ra ở cái cây là cái cây luôn mang hoa vàng thì phải, người phải được giải Nobel đúng không? Tại vì tìm ra được thuốc điều trị sốt rét là một cái bệnh mà châu Phi, châu Á bị rất là nhiều mà chết rất là nhiều. Điều chế ra cái thành phần dược chất bên trong cây luôn mang hoa vàng đó ra được thành phần artemisinin, chứng minh có khả năng điều trị sốt rét. Bây giờ là thuốc đầu tay của sốt rét luôn, bất kỳ cái combo nào cũng phải có, trừ cái combo dành cho phụ nữ có thai. Phụ nữ có thai chứng khó chịu lắm, có thai rồi ta không dùng được thuốc gì nữa. Artemisinin là thuốc điều trị sốt rét hiện giờ ha. Thầy cho em hỏi, sốt rét thì là sốt thì là nóng đúng không? Rét thì là rét, nhưng mà chưa hiểu từ có người bệnh sốt rét thì có bị nóng không? Thật ra khi mà người ta bệnh đó, người ta sẽ cảm thấy ở ngoài mình rờ thì mình thấy lạnh, nhưng mà người ta mình rờ mà mình thấy nóng, nhưng mà người ta lại thấy lạnh. Đó là do cái rối loạn cái điều nhiệt, được cho do nhiệt độ hai bên của nó không đều nhau. Nhưng mà sốt rét ở đây, khi mà nói cái chữ sốt rét á, nghĩa là người ta có 2-3 giai đoạn. Đầu tiên là sốt cao, sau giai đoạn sốt cao đó là người ta sẽ tới giai đoạn rét run, còn giai đoạn cuối là vã mồ hôi ra, cái đó mới là sốt rét. Đó là một cái biểu hiện đặc trưng của sốt rét. Chứ còn nếu như mà bị sốt cao liên tục chỉ là sốt thôi, đúng rồi, nó chỉ là sốt cao thôi, biểu hiện là sốt chưa rõ nguyên nhân, người ta hãy ghi sốt chưa rõ nguyên nhân. Mà bây giờ nếu mà sốt cao liên tục trong thành phố thì người ta nghĩ nhiều đến nhiễm sốt xuất huyết hơn. Không có nghĩa sốt lúc này á, sốt rét nó sẽ có cái đoạn dừng sốt, sau đó nó bị rét run, nó lạnh run người, lạnh thấu xương luôn, xong rồi sau đó nó vã mồ hôi ra, nó giảm bởi những sinh hoạt. Thầy, sốt xuất huyết là ngoài nó ban đỏ đúng không? Nó ban đỏ sốt rét thì không có cái đấy. Sốt rét không hề, sốt rét là nó những cái đợt sốt rét nó không phải là nó tổn thương lên cái mạch máu mà là nó bể cái hồng cầu nhé. Gì ghê vậy? Sốt kia sốt siêu vi giống nhau.
Nãy mới nói rồi, sốt rét là do ký sinh trùng, còn sốt xuất huyết là do virus. Nha, khác nhau hoàn toàn và điều trị cũng khác nhau. Hiện giờ vùng này ở trong thành phố mình là không có sốt rét luôn á, trừ bệnh viện nhiệt đới thôi. Và là ngoài nó tại sao? Vấn đề là đầu tiên phải có người bệnh, phải có con người bệnh trước. Chuyện thứ hai, có đúng loại mũi đó không? Cái loại mũi mà chuyển sốt rét là loại mũi rừng, còn cái loại mũi đây là mũi nhà thành phố, nó khác nhau nha. Thành ra không đúng vector thì cũng không chuyển được. Mũi vằn hả? Vector là gọi là chân khớp hoặc là động vật thân mềm mang ký sinh trùng á, phải đúng vector thì mới chuyển nha. Đúng một mũi đó hút vô đúng nơi người bệnh. Chính xác. Nói mang được cái sống là thiên thời dễ lợi nhân hòa thì mới bị bệnh được, chứ không phải muốn bệnh là dễ đâu. Vậy đó. Tức là nó có hai lý do, một là người bệnh phải có sốt rét, hai là phải là mũi rừng. Nó đúng là nó chuyển sang còn không thôi. Còn thật ra cái bệnh này á, nó bắt đầu là nguồn là từ động vật. Bệnh này bắt đầu bắt nguồn từ đầu là từ động vật. Tức là động vật trong rừng á, nó bị sốt rét, những con mũi đó nó đốt và nó truyền sang cho người. Bệnh thì chắc đầu tiên là châu Phi, hoặc là ở những ở châu Á cũng có, mà những khu vực gần với đường mũi. Nhưng mà có người, vấn đề là bây giờ người ta có khả năng di cư, hiểu không? Có khả năng di cư tới đó. À, còn nói về cái thể mũ, quên. Nãy nói con Vivax có thể mũ đúng không? Thể mũ nghĩa là đối với Falciparum thì nó tồn tại quy trình vậy, malaria cũng vậy, ovale cũng vậy. Nhưng mà Vivax nó có một số ngoại lệ là vậy. Khi mà trong giai đoạn trong gan á, cái giai đoạn mà nó làm bể cái gan ở đây nè, có một số con nó sẽ ở trạng thái mũ đồng trong gan. Nó ngủ đông trong gan, để mà giả sử lớn mà mình không xác định là Vivax, mình chỉ biết là sốt rét, mình điều trị diệt hết cái sinh trùng trong máu rồi. Nhưng mà những cái thể ngủ đông đó một thời gian sau nó tái hoạt lại, nó gây ra sốt rét tái phát. Thì những người đó có khả năng, những người đó sẽ di cư đến vùng khác chuyện. À, đúng không? Và bây giờ khi mà cái tình trạng mà thay đổi khí hậu đó, nó cũng ảnh hưởng tới sốt rét. Tình trạng thay đổi khí hậu hiện giờ này nóng lên toàn cầu á, nó gây ra rối loạn về thời tiết, mưa có thể nhiều hơn, dẫn tới là mũi nó sẽ sinh sản nhiều hơn. Và lúc đó cái khu vực phân bố của mũi á, con mũi á chỉ có mũi cái nó mới hút máu thôi, mũi đực không hút máu, mũi đực ăn chay, là nó hút nhựa cây hoặc là nhựa trái cây hoặc là nhựa thực vật, dịch thực vật để nó sống. Còn mũi cái là do bởi vì nó có mang trứng, thành ra nó phải hút máu để đủ dinh dưỡng, thành ra nó sẽ hút máu người. Mà khi thay đổi khí hậu á, lúc đó quần thể mũi số lượng tăng lên thì nó sẽ bung ra nhiều hơn. Và những cái khu vực mũi nó chỉ sống ở, nó chỉ gây bệnh ở những cái khu vực mà có nhiệt độ mà trên 14 độ mấy, trên 14 độ 5 thôi. Thành ra là cái bệnh bên nước ngoài á, những bệnh lây truyền do mũi, nó thường bắt đầu vào cái mùa xuân, là khi mà băng tan, đúng không? Nhưng mà khi bây giờ ấm lên toàn cầu thì lúc đó là cái nhiệt độ và những mùa đông nó sẽ giảm lại, và có thể là mùa xuân tới sớm hơn, thành ra là bệnh nó sẽ lan rộng hơn và bị nhiều hơn nhé. Thay đổi khí hậu nó ảnh hưởng tới các bệnh lý do vector, bởi vì cái vector quan trọng là do cái thay đổi sinh thái của những con vector nó dẫn tới những cái bệnh đi kèm. Khoan, mình học bây giờ mình nhảy qua câu vector trước, mình chưa học về cái này, chưa học về zoom nha. Vector học hay hơn, vui hơn của mình, để rửa mình học kịp. Thì khi mình nói
Khi mà đã nói về con này thì con nói luôn về cái côn trùng và lớp nhện là những con vector truyền bệnh. Thì cái đại cương này là đại cương về chân khớp. Cái này đại cương nó đại cương không có gì ghê gớm như đại cương vi sinh hay là đại cương ký sinh đâu. Nhìn vô đây phân biệt, nó có hai nhóm, một nhóm côn trùng, một lớp nhện. Một lớp côn trùng, một lớp nhện. Mọi người thấy điểm gì khác biệt? Cửa cảnh. Côn trùng là con ong bên này nha. Con nhện là bên này nha. Côn trùng cũng có thể không có cánh được mà. Đó nên đó không phải là điểm quan trọng. Bốn cặp chân. Đúng rồi, số lượng cặp chân. Lớp côn trùng sẽ là 3 cặp chân, còn lớp nhện sẽ là 4 cặp chân. Được chưa? Thứ hai, lớp côn trùng nó sẽ có đầu, ngực, bụng, chia rõ. Trong khi lớp nhện, lớp cái phần đầu với phần ngực nó sẽ gần như dính với nhau. Chỉ có phần rõ ra là ngực với bụng thôi. Được chưa? Coi như là chia thành ra là đầu ngực với lại bụng. Còn con kia là đầu, ngực và bụng. Rõ gì nữa? Lớp côn trùng nó có cái anten, nó có cái râu á. Còn lớp nhện thì không có cái anten, không có cái râu. Đây là cái chương trình của lớp 7, chương trình sinh học lớp 7. Hai cái quá trình phát triển của côn trùng, hai lớp chân khớp, động vật chân khớp. Thì ví dụ như con ruồi hay con muỗi thì qua chu trình phát triển của nó là phát triển biến hóa hoàn toàn. Có nghĩa là con ấu trùng sẽ có hình dạng khác với lại con trưởng thành. Trong khi con châu chấu cào cào nó sẽ là biến thái không hoàn toàn, tức là ấu trùng nó sẽ có hình dạng gần tương tự như con trưởng thành. Được chưa? Nha. Cái này hay. Nhớ. Con người cũng có biến thái nhưng mà không có xếp vô cái này. Biến thái con người là cái kiểu khác. Rồi. Tiếp theo là mình có cái ghẻ. Bây giờ mình sao với những con những con gây bệnh chân khớp á, thường nó là bệnh lý ngoại ký sinh trùng là chủ yếu. Ngoại ký sinh trùng có nghĩa là sống trên bề mặt da hoặc trong da. Thì con cái ghẻ này là cái ví dụ đầu tiên. Cái ghẻ này thuộc lớp gì? Ký sinh trùng. Côn trùng hay nhện? Tuy nhiên có một số con có 3 cặp thôi, nhưng mà em dành cho con này nha. Con này là con cái. Con cái lúc nào cũng bự hơn con đực hết. Rồi. Cái chu trình phát triển của nó như thế nào? Con này là biến thái không hoàn toàn. Được chưa? Nó môi trường sống, vì môi trường sống của nó là nó sống không phải là chui vào trong cơ thể mà là nó chui trong cái lớp thượng bì của mình. Chui vô cái lớp thượng bì, lớp bì nông của da. Nó chui đó nó tạo nên một cái đường hầm, gọi là đường hầm của cái ghẻ. Nó chui trong đó thì trên cái đường nó đào, nó sẽ đẻ trứng dọc theo. Được chưa? Nó sống bằng cái gì? Nó sẽ ăn những cái mô chết, hoặc là nó tiết ra cái chất phân giải cái mô. Rồi nó ăn những cái dịch lỏng đó. Nó giống con nhện vậy đó ha. Mỗi con nó sẽ đào một cái đường hầm riêng của nó để nó đẻ trứng. Con đực thì là nó đào đường hầm riêng và nó đi kiếm con cái, nó giao phối thôi. Nhưng mà cái biểu hiện bệnh của nó khi mà nó đào á, nó khó chịu lắm. Cái biểu hiện chủ yếu trong cái bệnh lý này là ngứa. Ngứa của nó sẽ xuất hiện đầu tiên là cái sẩn hồng ban. Cái vị trí gây bệnh của nó là những chỗ nào? Những cái nếp gấp. Có thể lý giải một cái là những cái nếp gấp á, tại sao những cái nếp gấp nó lại gây ra nhiều nhất? Bởi vì cái vùng da khi nó gấp lại chỗ này á, nó sẽ dày hơn bình thường và nó có thể đào được khá là sâu. Đúng không? Chứ còn cái vùng da phẳng này thì con cũng có. Nhưng mà nếu nó bị sẽ gây những cái... Nếu mà vùng da phẳng nó sẽ bị ở trên cái vùng đeo vi tính này. Với vùng này da khá là dày và nó khá là... kín kẽ. Ấm. Cũng vậy. Rồi. Nó tạo ra những cái sẩn như vậy, nhìn nó giống như là bị côn trùng cắn hay là bề đay gì đó, đúng không? Nhưng mà nếu mà trên những cái sẩn này nè, bệnh nhân ban ngày thì không ngứa nhiều đâu, nó rong rang thôi, nhưng mà ban đêm mới là mệt mỏi. Ban đêm á là cái khi thời khi khí hậu nó mát thì con này nó sẽ chui ra ngoài, hoặc là nó chui ra ngoài, nó đẻ trứng xong nó đào sâu hơn
Lúc đó là bệnh nhân sẽ có cái biểu hiện ngứa dữ dội, ngứa mà ngứa đặc biệt là ngứa về đêm, mà gãi có thể là gãi tới chảy máu luôn mà vẫn không hết ngứa nha. Cái ghẻ này nó đã thành tạo thành dịch rồi thì phải, từ cái năm hồi xưa lúc mới giải phóng xong á, nó tạo ra thành cái dịch rồi, mà lúc đó làm gì có thuốc bôi, chỉ có ai tắm kỹ, tắm rửa kỹ càng thì mới giảm được so với những người kia thôi. Đúng rồi, cái phương pháp lây của nó thế nào, đơn giản lắm, đụng chạm với nhau là lây, nằm chung là lây, không phải kiểu như là đụng vô cái là bị, mà kiểu là nằm chung hoặc là làm việc chung hoặc là ôm ấp, mà ví dụ như là mẹ thường thì mẹ con đúng không, cho bú, bà mẹ cái dụ bị tay đi ẩm đứa con thì đứa nhỏ sẽ bị, mà đứa nhỏ bị nó đâu có la, nó đâu có gãi được đâu, nó sẽ khóc đúng không. Rồi ở thứ hai, ở con nít thì nó bị ở đâu thì nó sẽ bị ở kẽ ngón tay nha, vùng này rất khó gãi và da rất là dày, thành ra nó đau rất là dễ, nó ngứa hoặc là do độc tố hoặc là do cái quá trình nó di động nó gây ra ngứa, nó cái độc tố của nó kích thích mấy cái đầu tạo thần kinh gây ngứa dữ dội. Rồi ở đây là biểu hiện gì, đây là sang thương da của bệnh ghẻ trên bệnh nhân HIV. Bệnh nhân ghẻ này gọi là ghẻ, một cái mảng ghẻ, ghẻ này gọi là ghẻ Na Uy. Trên bệnh nhân HIV nó không gì đặc biệt hết, cũng là những con ghẻ mà nhiễm trên người thường, nhưng do bệnh nhân HIV người ta mất đi cái miễn dịch rồi, thành ra là ghẻ đây nó sẽ đóng thành một mảng dày. Nhờ mọi người thấy những cái mảng vẫy này không? Những cái mảng vẫy này, những cái tế bào sừng nó bị bong lên, và dưới mỗi cái tế, mỗi cái mảng vẫy đó là cả trăm con cái ghẻ. Bệnh nhân này lây rất là dữ dội nha, lây rất dữ dội, và có thể là người ta bị tới mức là người ta biến dạng của ngón chân, vùng bàn chân luôn, được chưa? Cái này hiếm gặp, cái này trị không được nữa. Trị cái ghẻ nó dễ mà nó cực, nó dễ chỗ là mình bôi thuốc hoặc là mình uống thuốc thì nó sẽ hết, nhưng mà nó cực cái chỗ là điều trị tập thể. Lây nhanh quá. Bệnh này là bệnh phải điều trị tập thể chứ không phải điều trị một cá thể, bởi vì điều trị một cá thể đó hết nhưng mà tập thể vẫn còn, thì khi mà thuốc hết tác dụng thì tiếp. Sao bây giờ hết rồi chứ ngày xưa nhiều. Đúng là giờ hết rồi, thì bây giờ bởi vì vệ sinh nó tốt và thuốc trị ghẻ bây giờ hiệu quả rất là cao. Giờ cái xà bông nha, cái xà bông có xà bông trị ghẻ hoặc có thuốc bôi trị ghẻ, có thuốc tắm trị ghẻ luôn, tắm K-4 á, đúng không? Rồi bây giờ với lại là ví dụ như vậy mình phải đem mùng mền chiếu gối quần áo này nọ, nấu với lại với nước nóng, rồi sau đó đem phơi ngoài nắng thì nó mới hết được nha, chứ không hết, chứ không hết được. Con ghẻ nó sống ở cái nhiệt độ bao nhiêu thầy? Sống nhiệt độ cơ thể nè, thế là ví dụ ra ngoài cơ thể nhiệt độ nó lên đến 50 độ. Nó không sống ngoài, nó không sống ngoài được, tức là nó phải bắn từ người sang người. Đúng rồi, chứ nó không tồn tại ở trên động vật khác, nó có ghẻ khác trên chó, nó có cái ghẻ của chó, còn này là của mình thôi. Nó là ngoại ký sinh trùng, nói cho đúng, nó là ngoại ký sinh trùng. Rồi rùi có gây bệnh không? Không, nhưng thường mình biết chứ nó với vai trò gây bệnh qua là vector, đúng không? Rùi này là chu trình, rùi này thuộc lớp côn trùng và chu trình phát triển của nó là biến thái, biến thái hoàn toàn, chính xác. Tuy nhiên có một bệnh lý do rùi gây ra mà rất là ghê, đó là cái bệnh dòi rùi. Mình có nghe tới rồi, là những cái con dòi nó sống trong mô bình thường đó ha. Đây là hình ảnh của mô minh họa. Tuy nhiên không phải tất cả các rùi đều gây bệnh dòi rùi, chỉ duy nhất một số loại thôi ha. Đầu tiên, số 1 là rùi trưởng thành, nó đẻ trứng trên một cái loại hút máu khác, thì khi loại hút máu khác bám lên da nó sẽ dính cái trứng lên người của mình, lên người hoặc là trên động vật. Thật ra cái con này nó không có chi nhớ, nó thích con gì cũng được miễn là sống. Thì lúc đó cái con ấu trùng nó sẽ đục cái lớp da, nó sẽ đục cái lớp da, nó dùng cái hàm răng của nó đục cái lớp da lành bình thường, nó chui vào thành ra một cái hang, một cái hốc trong đó, nó ăn cái mô lọc, nó ăn cái mô lành, mô sống lẫn mô chết, được chưa? Nhưng mà nó chỉ đào nông thôi, nó không đào sâu được bởi vì nó vẫn còn không khí, còn oxy, thành ra nó chỉ đào nông ở lớp này thôi, đúng lớp da này thôi, được chưa? Nó ăn ở mô sống lẫn mô chết. Sau một thời gian khi mà ấu trùng dò đùi nó đã ấu trùng tới độ trưởng thành rồi, nó sẽ đóng thành cái nhộng, nó rớt ra ngoài đất,
rồi đâu đó nó lột xác, nó biến thành con người trưởng thành. Nhưng mà cái đoạn ghê là cái đoạn khi nó còn là con dòi. Cái gì đó? Cái này là dòi ruồi ấu trùng, bệnh ấu trùng dòi ruồi ở vùng mắt. Hả? Chính nó luôn vậy hả? Tại vì thường trên những trường hợp này là ở đâu? Là bị tai nạn giao thông á. Chẳng hạn người ta bị tai nạn nhưng mà bị người ta bị vùi, người ta không có xử lý được, hoặc là người ta bị tai nạn vùi ở một chỗ tối, người ta không thể nào dùng tay để người ta vệ sinh hay chăm sóc được, không tự chăm sóc được, thì lúc đó dòi ruồi nó có thể đẻ lên đây. Ở đây là vùng ở mũi này, do vệ sinh không kỹ thì vô tình hít phải á, thì cái trứng nó đậu ở đây và nó tạo thành một đống dòi ruồi. Còn đây là ở vùng răng, vùng lợi, vùng răng, thì do này là vệ sinh không kỹ rồi. Cái này là hồi xưa chứ còn bây giờ thì còn thì nhỉ? Còn à, ở bên nước ngoài thì có, hoặc là ở những vùng dân tộc thiểu số hay là những vùng xa á, người ta bị không có nhiều nữa, mà gọi là chắc là tính theo từng ca chỗ thôi. Không nhà không cửa rồi bên nước ngoài cũng vậy. Không, bên nước ngoài thậm chí người bình thường cũng bị, tại vì người ta tắm á, nó lạnh nó tắm đây. Nhưng mà cái thể điển hình nhất vẫn là dày trên da lành. Đây là một cái hốc do con ấu trùng dò ruồi nó đâm xuống dưới, nó ăn cái mồi sống mồi chết, hình thành một cái hang. Thì điều trị nó như thế nào? Không có thuốc, biện pháp duy nhất vẫn là móc nó ra, không có tiêm, không có chích, không có dùng thuốc hết. Người ta gọi là bóc ruồi ra, bóc dò ruồi ra. Mọi người thấy cái vết hình dán băng keo ở đây không? Thấy cái làn dán băng keo ở đây không? Tại sao? Tại vì do con dò ruồi này nó cần oxy, nên trên khu vực đó là người ta sẽ úp một cái miếng băng dán lên, kính oxy, úp lên chẩn, để qua 24 tiếng. Thì nó tự nó thiếu oxy, nó tự chết. Thì khi nó tự vậy người ta lột ra là người ta chỉ kéo nó thôi. Bởi vì nếu như nó còn sống mà kéo ra nó ngọ ngoại sẽ bị bể, mà bể cái dịch đó ra thì có thể bị nhiễm trùng, đúng không? Thành ra là người ta sẽ để cho nó chết đi, người ta kéo nó ra, rồi sau đó dùng kháng sinh để điều trị. Khá ghê. Làm sao phát hiện được ạ? À không, dễ lắm chị, lúc đó là mình thấy đó là một cái lỗ, đó là một cái lỗ luôn, bên trong thấp thoáng có con dò ruồi. Thầy, ví dụ như có loại thuốc gì mà nó ăn mà nó chết thì làm sao? Thường thuốc nó nếu nền ăn chết thì những con này là con côn trùng hoặc nhện, thì muốn dùng thuốc diệt nó phải dùng là thuốc diệt côn trùng, đúng không? Mà đa số thuốc diệt côn trùng thì độc với mình. Ví dụ như cái ghẻ anh bôi ok được, nhưng mà thuốc diệt cái ghẻ đâu có uống được. Anh uống là đúng cái kháng sinh để anh diệt từ bên trong, ok từ từ diệt được. Nhưng mà thuốc bôi là thuốc diệt côn trùng, nó một cách đơn giản là thuốc diệt côn trùng. Nó đậu lắm. Cái con này mình nhìn thấy được mắt thôi mà không nhìn được chị nè. Lớn, cũng khá lớn đó. Giống như con nhộng ở ngoài á, con nhộng ngoài chợ á, mình hay mua về ăn á, nó lớn hơn đó. Thiệt, lớn hơn đó thiệt. Con nhộng nó lớn lắm, những con đùa kia bệnh này nó khá lớn nha chị. Trời sao em học em mới chứ. Mọi người về mọi người đánh lên wiki, đánh lên Google cái chữ bệnh dò ruồi á, nó sẽ hiện ra rất là nhiều hình và thậm chí có clip về cách người ta điều trị bệnh dò ruồi luôn. Cái này bé Bovidin xuất đó rồi hả? Không. Không hả? Chỉ sao đó vậy? Bovidin là chị nhiễm khuẩn thôi mà. Ơ nhưng là sao phải bắt cái con dò đi ra? Bắt ra hết rồi, bắt ra điều trị dứt điểm rồi đó. Cái hang nó tự nó lành. Hang tự lành. Tại vì nó, thật ra khi mà con dò dò ruồi nó sống đó thì là cái mô xung quanh nó sạch lắm. Tại nó ăn hết rồi, nó ăn hết mô chết rồi. Dò ruồi một số nó không nhiều mà nó dọn sạch lắm. Nó dọn sạch như vậy thì nó phải bài tiết ra cái chất, thì cái chất bài tiết của nó thành bẩn chứ thầy. Anh đừng làm bể nó ra, nó không bị gì mà nó bài tiết theo kiểu khác. Nó không làm dơ chỗ nó là được rồi. Nhưng mà khi nó vô mình là mình cảm thấy đau như thế nào? Anh chị sẽ có cảm giác, tuy nhiên ở một số vùng sẽ không có cảm giác, hoặc là với những người, một số người nào đối tượng nào đó người ta sẽ không có cảm giác luôn. Ví dụ người tâm thần chẳng hạn, đúng không? Hoặc là nó ở bàn tay, hay trường hợp ở mũi đi, lâu lâu người ta hỉ mũi, người ta đang còn dòi cái mới hết mũi đi khám. Ê, hey, chuyện đó có nha, không phải đùa nha. Chuyện đó là có đó. Không phải đùa đâu. Tại vì nó có cái chất gì nó gây tê ngay chỗ đó nè. Không biết nữa. Cũng không nghiên cứu bệnh, không ai nghiên cứu. Tuy nhiên động vật bị nhiều. Chó nó bị những cái lỗ gì bệnh dòi đùi vậy.
dụ cái con bò đồ cho lỗ tai là nó thầy chỗ vậy hả? À, tuy nhiên giò ruồi vẫn có giá trị, ruồi nó vẫn có giá trị về kinh tế hoặc là y học, tức là một số loài ruồi thì giò có thể dùng để câu cá được, đúng không? Nhưng mà một số người khi người ta tuyển lựa một số loại loại ruồi ăn thịt á, ruồi ăn xác chết á, nhưng mà người ta tuyển một số dòng, người ta sẽ đem những cái dòng đó người ta đem nuôi trong môi trường vô trùng qua nhiều thế hệ, người ta dùng một lứa dòng. Thì trên những cái trường hợp bệnh nhân bị hoại tử mô rồi ăn luôn, người ta sẽ để cái giòi lên để nó dọn sạch đó, làm sao rửa hết được, đúng không? Người ta sẽ để giòi lên để mà cho nó ăn hết những cái mô hoại tử đi, tại vì người ta phải chọn đúng dòng là dòng ruồi ăn xác chết thì nó mới ăn cái mô chết, chứ mà chọn loài này thì nó ăn luôn tất cả, nó ăn mô sống không mới là ăn, đúng không? Đơn giản không, nhưng mà điều trị giò ruồi nó khá là bị ức chế về tâm lý cho bệnh nhân, hoặc là giống như điều trị bằng đĩa thì nó cũng bị ức chế, là vì có những người người ta sợ, người ta sẽ không đồng ý với phương pháp đó. Đĩa thì nó điều trị cái gì vậy? Đĩa dễ mà, đĩa nó có cái chất chống đông, thành ra là người ta sử dụng nó trong những trường hợp mà bị tắc tĩnh mạch, sưng viêm phù viêm lên mà gây tắc tĩnh mạch đó, người ta sẽ cho nó để lên nó hút hết cái lượng máu bị ứ ở đó, nó tái thông cái tĩnh mạch lại. Nhưng mà nó bị cái là nó bị ức chế, tại nó quá, nó bự lên, nó thiếu gì mà từ bự thiếu mà hay nó bự lên tới đây. Thầy, ai mà không sợ? Rồi cái tĩnh mạch ấy nó làm sao tìm kiếm tĩnh mạch thì nó hút được cái đấy? Ủa nó hay lắm, anh đừng hỏi, anh đừng hỏi em tại sao. Thế cho mình không dùng cái phương pháp mà mình hút máu ở cái tĩnh mạch của mình đi? Mình không tìm đâu, không nghĩ nó có cái cách để làm không đông mà. Nó tiết được cái chất chống đông. Chất chống đông nên nó hút được. Nó tìm được cái tĩnh mạch là vì cái bản năng của nó. Nha. Vì bản năng của nó mình không biết làm sao, em cũng chưa đọc về cái mảng làm sao nó có thể tìm được cái mạch hay hơn điều dưỡng. Nhưng mà nó hay lắm, nó khả năng kiếm được và nó có dùng răng nó cắn đúng ngay vị trí đó, nó hút được đúng lượng máu trong đó chứ nó không có làm bể từng lần từng la. Hay vậy đó, hay lắm. Ai tính ra cái chuyện về tính mạch là chung mà xưng mà không phải dạng tính mạch mà dùng hết á, cả dạng tính mạch mà vào hút nữa là nó còn ra nhiều nữa, bị tắc tĩnh mạch đó, hoặc là bị viêm tĩnh mạch đó. Nó làm tan có bằng năm một năm ở Trung Quốc đó. Cái đấy nó mang tính lý thuyết hay là mang tính thực tiễn? Mỹ đồ ăn, nhưng mà ở nước ngoài mới làm, không làm. Còn ngày quay mà người ta sẽ nuôi đĩa trong một khu vực riêng, nó là một ngành công nghiệp, ruồi là một ngành công nghiệp, đĩa nuôi đĩa là một ngành công nghiệp khác, và mỗi ngày người ta nuôi đĩa là người ta phải dùng có thể là một con heo hoặc con ngựa, tại vì số lượng đĩa rất là nhiều, mà khi nó hút máu là hút hết luôn đó. Chị về chị đọc ở đó đi, ngành công nghiệp đĩa. Nuôi đĩa dùng trong cái y học á, rất là trên Bộ Chi có nuôi đó thầy. Nó mà khác rồi, con chuột một cái là chết luôn, mới ghê lắm nha. Có thời gian nó bị thoát ra, nó hấp môn đó thầy. Nhưng mà nói chung là nó vẫn có thiên đồng. Tức là những con mà diệt dụng nó thì cũng hên đi. Cũng lớn như cái chỗ đó mà cái kinh lắm. Rồi, thôi mình tiếp với con mũi ha. Hết rồi tới mũi nha. Mũi, với mũi thì sao? Mũi nó cũng là giống ruồi, là cái thuộc nhóm là côn trùng, và nó cũng là biến thái hoàn toàn. Mũi thì gây bệnh quá nhiều đúng không? Nhưng mà mũi nó có nhiều loại lắm. Mũi Anopheles, mũi Cules hoặc là mũi Aedes. Còn có mũi Mansonia nữa, nhưng mà mình không đề cập. Làm sao để phân biệt từng con mũi là dựa vào cái dáng đứng của nó. Ví dụ như là mũi Anopheles nó sẽ có dáng đứng là nó nhổng lít lên. Còn hai con mũi Cules và Aedes là khi nó hút máu nó sẽ nằm ngang. Được chưa? Nó con Anopheles là góc 45 luôn á. Thứ hai là mình dựa vào hình dáng trên thể cơ thể của nó. Đây. Ví dụ như là con Anopheles thì người nó không có sọc, không có vằn gì hết. Người nó trơn láng đen hoàn toàn. Nó trơn bệnh gì á? Kế bên là chị. Kế bên cái bản là hậu thi á. Ở đây là con mũi Cules là nó sẽ gì? Nó có vạch, nhưng mà vạch của nó là vạch ít. Còn trong khi cái con Aedes là mũi vằn luôn rồi.
đúng không? Rồi thứ hai là dựa vào cái hình dáng ấu trùng của nó, là thứ nhất trứng nè, ấu trùng nè, rồi tới phần nhộng nè, là dựa vào những đặc điểm này để người ta phân biệt nó ha. Lăng quăng trên này nè, lăng quăng nè, là ba. Rồi bên đây nó ghi bệnh gì? Slide nhỏ quá mọi người, vậy coi trên máy học hình đây nha. Ví dụ như mũi Aedes nó gây ra sốt xuất huyết đen. Cái chữ đen này có nghĩa là sốt xuất huyết nha. Sốt xuất huyết nào? Mũi Anopheles thì nó gây ra, mũi Aedes nó gây ra sốt xuất huyết và Zika. Zika truyền bệnh Zika ha, là cái đợt thì vào trên phụ nữ thứ hai đó. Nó cũng là một con virus nó cũng là một con virus của động vật hay là trong môi trường tự nhiên thôi, chẳng qua đợt này mũi nó bùng lên do thay đổi khí hậu cái rồi nó hiện ra nó. Còn con Anopheles là truyền malaria. Con Anopheles là con không có vằn, con mũi vằn nó sẽ là truyền sốt xuất huyết. Con mũi nó có vằn nhiều quá nó sẽ truyền sốt xuất huyết ha. Con mũi vằn nhiều là con nào? Aedes là con vằn nhiều không? Con Aedes là con vằn nhiều nè, là truyền sốt xuất huyết. Đúng rồi. Còn Anopheles là cái con mũi như mũi đen đâu, nó truyền bệnh sốt rét. Sốt rét là sốt xuất huyết. Anopheles là sốt rét. Đúng rồi. Đấy, nói chuyện gì nè, tụng cái này nha, bởi vì đang thi đó. Anopheles là sốt rét. Anopheles là truyền sốt rét. Còn cái mũi vằn hay là truyền sốt xuất huyết. Còn cái con Cules là? Cules là mũi trong nhà nó truyền bệnh này. Cules là truyền cái bệnh mà virus Sony. Nó truyền bệnh virus Sony là nó truyền sang cái bệnh virus Sony nào nữa. Nhưng mà nó là ở bên châu Phi chứ không nhập bệnh mình. Sony. Nó không có lòng. Còn cái chi cu. Nin là West. Chi cu Nia. Không, bệnh này thì em chưa nghiên cứu. Bệnh này nó là bệnh nước ngoài không nhập ở Việt Nam. Mình cho nên chỉ học hai gì? Zika, sốt xuất huyết với lại malaria. Còn cái bệnh yellow fever là bệnh sốt vàng ở bên Mỹ. Sốt vàng ở bên Mỹ nha. Malaria là sốt xuất huyết. Đúng rồi. Đây là cái hình ảnh cơ chế hút máu của con, cái cơ chế gây bệnh của con mũi. Khi mà nó hút máu á, cái vòi, cái kim của nó có hai cái lớp. Một cái ngăn trên á thì nó sẽ hút máu lên, còn cái ngăn dưới thì nó sẽ thả cái chất vào lòng mạch. Cái chất đó là chất chống đông và trong đó là có nước bọt luôn, thì cái nước bọt nó sẽ chứa hoặc là virus hoặc là ký sinh trùng nha. Nó vừa hút thì nó cũng vừa nhả chất chống đông để máu đừng có đông cứng lại. Đúng rồi. Rồi sau đó là đồng thời nó thả luôn vi sinh vật vào trong, nhưng mà nó có khả năng tìm được cái mao mạch rất là hay ha. Nó dò đấy, đúng chích một phát là đúng, không sai. Bởi vì nếu mà nó chết sai thì nó chết đó. Thành ra đó là cái chức năng, đúng không? Không trượt thế nào. Có trượt không mày, chết chắc có khi trượt không? Cũng có trượt chứ, khi mình đọc nó. Nhưng mà sẽ trượt. Nó là xui thôi. Con màu lại thấy là con cháy và con chí. Không có ve, mình không có ve. Ve là ve trên chó, trên mèo. Mình mà mới bị chích cái con giống vậy là con rệt. Con này là cháy chí, là nó mọc ở trên vùng tóc. Cháy với chí là mọc trên vùng tóc. Nó ăn cái gì? Nó ăn nhỏ. Nó hút máu. Cháy và chí hút máu hết. Cháy và chí cũng như rộng là nó hút máu hết. Hay là rệt. Cháy chí rộng rệt trên người là hút máu hết. Không có dùng ăn gầu nha. Gầu đó mà là cái lớp da cũ. Nó có gây bệnh nó lại. Có chứ. Dạ, có gây bệnh chứ. Gây bệnh. Nhưng mà cái bệnh này của nó là dễ phát hiện, nhưng mà có độ lan truyền mạnh, nhất là trong những cái khu vực như là trường mẫu giáo hay là trường học tiểu học thì mà họ bán chú á, rồi mấy em nó ngủ mà nó cái tóc của nó quay đầu với nhau á, để tóc lẫn vào nhau á, thì một đứa vị trí là mấy đứa kia sẽ bị trí hết. Bởi vì con này nó là thuộc nhóm gì? Lớp côn trùng đấy nhỉ? Côn trùng nó có râu nè, đầu lệch bộ nè, ba cặp chân nè, và nó có cái cặp chân nó như cái càng cua, nó có thể đi trên những cái sợi tóc rất là dễ dàng, và nó cũng có thể đi qua người đối diện, đi qua người gần đó ha, lây lan rất là nhanh.
mà phát hiện dễ không? Cũng dễ. Gãi hoài biết rồi. Đúng rồi, gãi mà thấy nó rớt rớt lại không biết. Nó đẻ trứng á, là cái trứng của nó sẽ dính lên trên cái sợi tóc. Nhiều dứt thành ra mỗi lần mà nếu mà trải bằng cái lượt giải trí sẽ nghe là rợt rợt, nó nghe cái tiếng trứng á. Ờ cái này mấy chị này lắm, cái này khỏi lo. Nhiều lắm, nhưng mà nếu mà một hai cái thôi lúc cũng nghe nó bị vướng lại anh chị. Biết có nhiều lắm, biết. Họ thể là ngồi bắt cũng được. Không, giờ ít rồi, tại vì giờ dầu gội quá nhiều. Có bà kế xôi em bắt xong bỏ miệng nhà. Mà... Với động vật nó có cái tập tính đó là gì? Bởi vì những con này hút máu thành ra nó lấy lại cái nguồn dinh dưỡng thôi. Ha? Nó lấy lại cái nguồn dinh dưỡng đó. Những con này là những con hút máu nha. Và nó có là vector truyền bệnh không? Có một số bệnh nhưng mà hiếm lắm. Ha? Nó vẫn là vector truyền bệnh nha. Bởi vì khi nó dùng máu thì nó có khả năng truyền các bệnh lý. Con thứ hai là con rợn. Con rợn này nó không xâm lấn ở vùng tóc, ít lắm, nó ở vùng có lông như là rợn mu, là vùng sinh dục, vùng lông sinh dục, hoặc là vùng ở nách, hoặc là vùng ở râu, hoặc là lông mày mà hiếm, hoặc là ở nam giới tây phương thì người ta có mọc lưng ngực á, nó lại bị chỗ này nhiều, cháy chỉ đầu, nhưng còn rợn là ở những vùng còn lại không lớn lắm chị, và chị nhìn thấy cái kích thước của nó thì của hình dáng này nó gần như con chí đúng không? Đúng rồi, nó cũng gần với con chí mà nó cũng hút máu luôn nha. Cái bệnh mà rợn mu á, có thể xem như là một bệnh lây truyền qua đường tình dục. Bởi vì phải có quan hệ tình dục thì mới bị nhiễm. Đúng rồi, nó bò qua lại. Hả? Bệnh này thật ra cũng dễ trị thôi, không có gì hết. Cũng dễ phát hiện. Tại vì vấn đề là người ta có chịu phát hiện hay không? Dọn sạch. Cái điều trị cũng khá đơn giản là có thể là cạo sạch. Và sau đó là dùng thuốc tắm rửa đàng hoàng, nó sẽ giảm, nó sẽ hết luôn. Nhưng mà nếu vẫn tiếp xúc với cái mùi thì là nó sẽ bị nhiễm tiếp. Đúng không? Nhưng mà cái con này đặc biệt không lên tóc hả thầy? Con này không lên tóc bởi vì trên đó nó có cháy với cháy rồi. Đúng không? Chỉ là vùng lông tóc thì mà chị. Tha bảy hả? Mà nó không dùng ra hẳn hoi hả thầy? Nếu mà bị hai con thì mỗi con... Nó bị hai con lắm anh. Nó gọi là nó đấu tranh sinh tồn với nhau. Có thể là cái mỗi anh có một chủ quyền riêng. Đúng rồi. Con cuối cùng là con bà chét. Là con này là con rành. À không, con rành là không học gì ít quá. Con bà chét nhưng mà con rệp á là trong quân đội nhiều lắm nha. Chỉ hỏi là nhờ trong quân đội lấy giùm cho một đống rệp rệp giường á. Mấy con rệp giường nó hút máu. Nó bám cơ giới y chang thôi thì nó bám trên giường ra chiếu này nọ, cũng phải là rửa sạch cái giường rồi giặt hết toàn bộ nấu lên cho chín rồi. Nhưng mà sao biết mình nằm xuống nó cắn được thầy? Như thấy cái dấu nó chích ban đêm không biết được, mà nó đưa đến để nó có cái chất gây tê không cảm giác, nhưng mà buổi sáng thấy cái dấu những cái dấu ở vùng da hở á, những cái dấu nó cắn nhỏ mà nhưng mà nếu để ý sẽ thấy buổi tối nó chích nó có cái chất làm cho gây tê á. Nói chung là nó bị gan bị tần cắn, nó ngứa ngứa lúc nó cắn, nó vẫn ngứa. Nhưng mà lúc đó là nó chọn lúc người ta đang ngủ say. Ngủ say rồi. Ngủ thì không biết, còn nó không ngủ thì không nhúc nhích đồ nó chích, không nhúc nhích nó ra chích. Thường nó sẽ đợi lúc ngủ, nhất là đợi vào giữa đêm, tại lúc đó là nhiệt độ mát nhất thì nó sẽ ra ngoài và nó chích, nó cho cái chất gây tê thành ra là mình không biết được. Ha. Không không. Khó chịu không biết người nào sống với chết. Không, cái đó phải là bản năng. Làm sao mà biết được? Tại vì nếu như mà môi trường đấy thôi, thầy nói vậy thôi. Nếu như mà nó người ta đang còn đang tỉnh á thì là người ta sẽ bắt được nó. Mình nói một cách đơn giản như vậy thì đúng. Nếu như đang tỉnh, đọc cái ký chủ đang tỉnh thì sẽ bắt được nó, thì làm sao nó chích được? Con mũi thì bay được, nó không bay được. Còn mình tới con bò chét là con cuối của cái chừng khớp ha. Con này nó không phải là ký sinh nhiều, nhưng mà nó là một cái vector nguy hiểm. Đúng rồi, con này nguy hiểm lắm rồi. À, bò chét là ký sinh ở chuột, chó, mèo. Nhưng nó có thể gây nhiễm, nó có thể cắn người. Cái quan trọng của nó là nó lây bệnh gì. Bò chét nó là một cái vector của bệnh gì quan trọng nhất. Nhiều bệnh lắm, nhưng mà có một bệnh gọi là trong lịch sử quan trọng nhất đó, là bệnh dịch hạch.
họ chết là cái dịch hành hay là cái hay còn dịch hành gọi là cái chết đen á, là tiêu diệt 1/3 dân số châu Âu như vậy. Bây giờ hết rồi, bây giờ dịch hành. Dịch hành nó vẫn là một đại dịch, nhưng mà bây giờ dùng thuốc kháng sinh thì trị được. Nha. Thì cái dịch hạch nó là cũng là một bệnh động vật luôn. Một con chuột nó bị bệnh dịch hạch, nó nhiễm vi khuẩn, dịch hạch là do vi khuẩn Yersinia pestis ha. Thì một con chuột bị bệnh thì con bọ chét khi mà nó cắn con chuột đó nó hút máu, thì lúc khi mà cái máu nó đi vào bên trong cơ thể con bọ chét á, cái máu á, những cái con vi khuẩn dịch hạch nó sẽ tạo nên thành một cái lớp màng, nó tạo ra cái màng sinh học, nó chắn ngang giữa cái diều với lại cái dạ dày, hay chứ chắn ngang giữa cái thực quản với cái dạ dày của con bọ chét, thành ra là cái lượng máu lần sau nó hút vào nó sẽ bị chắn, nó không xuống được dạ dày của con bọ chét, nên con bọ chét nó sẽ bị đói, mà khi con bọ chét đói thì nó sẽ cắn nhiều hơn, mà khi nó cắn nó cái lượng máu nó ứ trong thực quản, nó cắn nó hút vào mà nó không xuống được thì nó sẽ bị trào ngược ra. Trào ngược ra thì trên cái màng sinh học nó lại có rất là nhiều vi khuẩn dịch hạch, thành ra khi nó cắn thì nó lại ói ngược máu lại là bị nhiễm dịch hạch, rồi nó nhảy chỗ khác nó cắn nó lại ói ngược lại nó bị nhiễm dịch, người đó lại bị nhiễm dịch hạch. Cơ chế nhiễm của bọ chét là nó của vi khuẩn dịch hạch đó là nó tạo ra cái màng trắng nha, thành ra là nó lây truyền rất là ghê, và những con bọ chét mà bị nhiễm con virus bị vi khuẩn đó nó tạo ra màng trắng nên con bọ chét nó dữ lắm, nó đói rất là nhiều không xuống được, mà nó đói nhiều nên nó sẽ cắn nhiều hơn và từ đó cái mình nó lây ra nhiều hơn, nó rất là hay. Quan trọng là do cái số lượng chuột kiểm soát không đúng, mà nếu như mà chuột dù có mèo đi nữa thì mèo nó cũng sẽ bị, thì những con bọ chét này nó sẽ nhảy, nó nhảy cao, nó có thể di chuyển từ cái chỗ này sang cái chỗ khác ở một khoảng cách khá là xa chứ không cần phải đụng chạm như mấy con kia, bởi vì nó nhảy được. Đúng rồi. Con này thì chỉ cần kiểm soát số lượng chuột là sẽ ổn, bởi vì nó sống dựa vào chuột hoặc là chó mèo. Trên chó mèo thì nó ít hơn, tại vì chó mèo nó đã có ve rồi, giống như là trên chó mèo đã có một quần thể riêng rồi thì nó sẽ khó mà nó xâm nhập vô được. Còn trên chuột thì là nó nhiều lắm. Nhờ chó mèo kiểm soát số lượng chuột thì lúc đó là nó giảm lại cái tình trạng này, hoặc là mình chủ động diệt chuột thì là nó giảm lại cái số lượng bọ chét, nên từ đó nó sẽ giảm lại dịch hạch. Dịch hạch nếu như mà phát hiện ra cũng là một bệnh được liệt vô cái gọi là dịch luôn. Thành ra là mình phải khi mà phát hiện thấy có một ca dịch hạch ở đó phải công bố rồi phải kiểm soát tất cả lại. Rất là mạnh. Nhưng mà nói chung là dịch tễ làm việc khá là tốt, cho nên là giờ cũng ổn. Đó, xong cái phần đơn vào và cái phần động vật chưa khớp. Bữa sau mình học thêm dung sáng với lại nấm nữa. Là mày khỏe luôn. Rồi bữa cuối là mình... Ủa? Bữa cuối học khá nhanh đi chứ bộ. Mình liên quan lên. Liên quan. Mình học khá nhanh chứ bộ mọi người. Tuần sau mình còn 3 buổi đúng không? Buổi là buổi là chia ra mình học đều là về sớm rồi không sao hết. Buổi thứ tư mà trong ta chia là 7.5 buổi. Đúng là mình học nhanh 3 buổi tuần sau là mình hết bài. Rồi mình làm thêm buổi cuối tuần sau nữa là mình sửa cái một số câu trắc nghiệm. Khoảng là 30 câu thôi. Cho cái cách ra đề như thế nào. Để mình biết mình làm đề. Ủa rồi trường nào thi này? À, thi em không quản lý, tại vì thi là sẽ do phòng đào tạo bên chị Hiền á. Sẽ thông báo cho mọi người cái ngày thi rồi giờ thi, em chỉ là đưa đề thôi, ở bên đó là tranh thi là bên quản lý, em không quản lý nha. Đưa đề.